Đàn Hoàng Chiến Đế tập thứ 309 Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi mà thôi thường thế đã khôi phục được đến 6 phần. Đã đầy đủ. Nam cùng mình phát giác được Khương nghị thay đổi ý thức cũng có sự không ổn. Lập tức muốn thôi động chấn ngục huyết tháp bộc phát sát cơ càng mạnh hơn. Người thật giống như không đáng chú ý nhỉ. Thái Uyên thiếu tộc trưởng. Khương Nghị sớm xuất kích phần thiên luyện vực, thiên biến vạn hóa, giờ phút này đã biến thành hai cánh, cánh trái đốt cháy nguyên hóa vạn vật, cánh phải sôi trào bát hoang tuyệt diễm. Người Khương Nghị thì khoác trù thức yêu hỏa, đại khai đại hợp giết vào hư không địa ngục. Tay phải hắn làm kiếm, hai cánh làm đao, đánh sụp đổ huyết trì, tồi diệt cốt sơn tung bay cung điện. Hai con người khóa chặt nam cung mình, có đủ chú ý hay không, người cứ thử một chút liền biết nam cùng mình trực tiếp khống chế chấn ngục huyết tháp xem như trọng chùy đánh tới khương nghị huyết tháp cuồng bạo giống như là quỷ chủ địa ngục hiển hiện đánh ra vô số tà quang bộc phát khí tức nguyên rủa khương nghị không dám khinh thường đây chính là bảo khí chấn tộc của thái nguyên cực địa hắn quả quyết thôi động phần thiên chiến vực phát động lên cường quang vô tận đồng thời dùng hai cánh ngăn cản âm âm khương nghị tháo chạy mặc dù liệt diễm đang ngăn cản số lượng lớn uy lực âm hiểm nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến. Tình khí thần vừa mới khôi phục đã lập tức yếu bớt trên phạm vi lớn. Một trận suy yếu mạnh mẽ suýt chút nữa thì hắn hồn mê. Người rất mạnh, nhưng bây giờ người không mạnh bằng ta. Nam cùng mình lớn tiếng gào thét. Trong lúc bất chợt đã thiêu đốt huyết nhục thần hồn, cùng chấn nhục huyết tháp hóa thành một thể. Một cử động kia không thể nghi ngờ là điên cuồng mà mạo hiểm. Rất dễ dàng ảnh hưởng đến sinh cơ hồn phách nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Nam cùng mình ngẩng đầu kêu thảm thề lương như quỷ, cảnh giới lại ầm vang tăng vọt như muốn thẳng tới cảnh giới thánh vương. Toàn thân hắn sôi trào lên khí tức tử vong kinh khủng, ở sau lưng càng hiện ra hình bóng, địa ngục quỷ dị, ầm vang đánh ra 36 sợi xiềng xích, hoành kích trời cao vô tình trói buộc khương nghị đang tháo chạy. Đây là ảo diệu thực sự của chấn ngục huyết tháp. Xiềng xích gần như ẩn chứa lực lượng pháp tắc có thể thẩm phán chúng sinh, có thể tước đoạt sinh cờ có thể táng diệt linh hồn. Một khi bị trói buộc thì tương đương với việc kết nối cùng toàn bộ địa ngục đến một chỗ, bị toàn bộ địa ngục chè lấp. a à, Khương Nghị đau đớn gào thét giống như chọc chốc lát đã đặt mình vào trong địa ngục vô tận. Đầy trời đều là tà ảnh, rơi xuống 18 tầng địa ngục muốn đánh hắn vào luân hồi. Còn cuồng với ta sao, Khương Nghị? Chuyện kỳ của ngươi dừng ở đây được rồi dừng ở chỗ nam cùng mình thái uyên cực địa ta nam cùng mình lần nữa chịu ra chuối huyết sát kiếm nhỏ trước đó nó như là lưỡi hái của tử thần vô tình chém về phía đầu khương nghị lời này ta đã nghe nhiều rồi nhưng bây giờ mọi việc đang rất tốt người không được là không được khương nghị đau đớn nhưng không có hoàn toàn mê thất ngược lại đột nhiên ngừng dãy ruộng ý thức kích thích tầng thứ hai của thần thiền tháp toàn thân dâng lên hắc khí âm trầm thấu xương tà ác tịch liều hoàn toàn che mất khương nghị oanh âm 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 sáu mươi sáu cánh cửa sắt âm vang mở ra trong bóng tối xiềng xích trắng kiện gánh chịu lấy uy lực u mình tuôn trào ra ngoài quấn chặt lấy xiềng xích đang quấn quanh hắn đồng thời thồng thiên tháp cũng hoành kích đón nhận chuỗi huyết kiếm kia âm âm trận bạo tạc thảm liệt giống như là u minh sụp đổ hắc vụ huyết khí mãnh liệt nhấc lên bao phủ cả khung trời Nam cùng mình chật vật tháo chạy khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Khương Nghị lại có thể tránh thoát xiềng xích trói buộc của chấn ngục huyết tháp ư. Đây là trí bào chấn giới sinh từ lưỡng giới, càng là quỷ khí tạo ra từ địa ngục. Đối với sinh linh nhân gian đều là có uy hiếp chí mạng. Thái Uyên cực địa chính là dựa vào vũ khí cùng võ pháp như thế này. Hoành hành thần khớp chi hải, tiếu ngạo thiền khải chiến trường, thậm chí rất nhiều hoàng đạo. Còn bọn hắn xưng là sứ giả địa ngục. Coi như Khương Nghị mạnh hơn cũng không thể tùy tiện thoát khỏi xiềng xích được. Tòa bảo tháp kia là vũ khí gì? Nam cùng mình tiếp nhận nhân gian thẩm phán. Khương Nghị thoát khốn nhanh chóng rút lui về phía sau chịu đựng suy yếu mãnh liệt cưỡng ép thôi động ra chúng sinh tạo hóa. Ngọc tỷ truyền quốc dâng lên giống như là mặt trời gánh chịu lấy lời cầu nguyện của chúng sinh, chống cự tử khí đầy trời như là quốc gia dương gian tái hiện trong địa ngục. Thượng sinh cùng được khảm nạm Chúc Phúc Thạch xuất hiện giữa không trung, dưới sự thôi động của Khương Nghị bộc phát tuyệt thế cường quang. Nam cùng mình kinh hồn điên cuồng thôi động chấn ngục huyết tháp trong thân thể, sôi trào sát khí ngập trời tái hiện hư ảnh địa ngục. Bên trong từ khí cuồn cuộn các loại hư ảnh luyện ngục liền hiện hiện, huyết ảnh cung điện vô tận huyết trì đếm mãi không hết, cốt sơn không nhìn thấy được, đều rõ ràng chồng chất ở trên vòm trời. Mà Nam cung minh như hóa thân thành chúa tể u minh, một màn rung động cực kỳ giống chủ nhân nhân gian cùng chủ nhân u minh đang đối kháng với nhau Khử nghị tắm rửa bằng quốc vận cường thế thôi động thường sinh cùng sát sinh tiễn tỏa rắc cường quang càng ngày càng hừng hực uy thế càng kinh khủng cuồn cuộn trong bóng tối vô tận oanh sát sinh tiễn bạo kích đất trời lay động lòng trời lở đất trong chớp mắt đã rạch phá không gian không nhìn đến thời gian vặn vẹo cả quy tắc thiền địa gánh chịu chúng sinh thẩm phán lao thẳng đến nam cung minh Nam cùng mình biết thứ này bên trong ký ức tinh thạch tại chiến trường Đại La Sơn đã bày biện ra. Hình ảnh Khương Nghị một tiễn đánh giết lệ tuyệt ngấn. Hắn khẩn trương càng thêm bối rối, không quan tâm thiêu đốt huyết khí thần hồn, tiếp tiếp tục thúc dục chấn ngục huyết tháp, diễn biến ra địa ngục kinh khủng. Phốc! Xa sinh tiễn được phát xạ dạ lập tức xuyên qua cơ thể Nam Cung Minh. Nhưng để Khương Nghị cùng Nam Cung Minh đều ngoài ý muốn khi xuất hiện một màn sát sinh tiễn lại kéo lấy quốc vận cuồn cuộn tạo hóa vô tận biến mất ở trong mê ảnh địa ngục giống như là lưu tình sáng chói xẹt qua bầu trời đêm tan biến trong vô hình Sát sinh tiễn lại không có tạo thành bất cứ tổn thương gì thậm chí đều không có chạm tới nam cung minh xảy ra chuyện gì khờ nghị không thể tưởng tượng nổi Sát sinh tiễn mất hiệu lực rồi nam cung minh khẩn trương sở lấy thân thể cảm nhận được linh hồn xảy ra chuyện gì ta chết rồi sao Giọng đàn hoàng ở trong đầu khương nghị ung dung vang lên. Thường sinh tạo hóa thẩm phán chính là dân chúng ngươi dùng sát sinh tiễn, giết tử vật địa ngục nghĩ như thế nào? Khờ nghị sừng sốt một chút. Hắn còn sống cơ mà. Hắn hòa tan chấn ngục huyết tháp vào thân thể là cùng loại với bí thuật giá sinh, hóa thân thành quỷ chủ u minh. Đàn hoàng không biết chấn ngục huyết tháp nhưng từ hiệu quả của sát sinh tiễn mà xem hắn là đạo lý tương tự. Chơi không nổi rút lui đi. Đàn hoàng tiếc nuối sát sinh tiễn tiêu hào rất nhiều. Lấy tình huống suy yếu của Khương Nghị sau một tiễn chỉ sợ là như ngọn đèn khô. Đánh cược lần cuối hắn không lùi ta lùi. Khương Nghị cố nén cảm giác suy yếu mạnh mẽ kích thích phần thiên chiến vực diễn biến phần thiên chiến đao. Nương theo tiếng vang, phần thiên chiến vực bao viên Khương Nghị sôi trào ba loại thần viêm. Phóng lên tận trời cuồng dã chém về phía Nam Cung Minh. Nam Cung Minh, chúng sinh thẩm phán không được người ta đến thẩm phán tiếp ta một đao này. Nam Cung Minh bừng tỉnh điên cuồng thôi động chấn ngục huyết tháp trong thân thể. Nương theo bạo hưởng mãnh liệt đất trời lay động. Thân thể của hắn giống như là cánh cửa địa ngục ấm vang mở ra. Trần chính xuyên suốt ủ mình địa ngục. Trong bóng tối vô biên truyền ra tiếng gầm thét khàn giọng để cho người ta rùng mình. Linh hồn run rẩy. Một cái móng vuốt màu đen sông rác ám gầy như củi khô, ô sầm lãnh lộ ra sát khí tử vong nghênh kích phần thiên chiến đao. Đây là hai cốt quỷ chủ bị chấn áp trong trấn ngục huyết tháp, bị Nam cùng mình cưỡng ép làm cho tỉnh lại. Trong nháy mắt thân thể hoán nhanh chóng khô quát giống như da bọc xương vô cùng thê thảm. Nhưng quỷ chảo hoành không vặn vẹo giới hạn sinh tử, vạch ra vết tích thảm liệt đối diện đập vào bên trên phần thiên chiến đao. Oanh! Trận va chạm trong nháy mắt nổ lên sóng âm vô tận xé rách không gian khuấy động mấy trăm dặm liệt diễm cuồn cuộn cùng từ khí đầy trời đều âm vang tán loạn phần thiền chiến đào bị đối diện đánh tàn gào thét xoay chuyển hung hăng bổ vào trong phế tích ở bên ngoài hơn 50 mươi dặm chiến đào lay động nhanh chóng tán loạn trùng nhập cơ thể khương nghị khắp người khương nghị máu mè rơi xuống tới mặt đất mặt hắn đầy kinh ngạc nam cùng mình vậy mà lại có thể tỉnh lại quỷ chủ ở bên trong không hổ là thiếu tộc trưởng của thái huyền cực địa cũng trách không được lại cao ngạo gia hỏa này quả thật có chút mạnh. Quỷ chảo khô gầy không có tiếp tục truy kích mà là rút đi như thiểm điện trở lại trấn ngục huyết tháp. Mau tới trợ giúp. Nam cùng mình rất khó chịu lập tức muốn chào hỏi tộc nhân khác. Lại vừa hay nhìn thấy hình ảnh hám hài thú bị loạn đào tách rời. Huyết nhục vàng tung tóe. Kim ô càng chạy rộng ra mặt trời đồ đằng cùng mặt trời chân chính phía chân trời xa xôi sinh ra cộng bình yếu ớt có thể thấy rõ ràng quang huy mở ra màn trời, vượt qua đại dương mênh mông, từng sợi rót vào đồ đằng. Kìm ô tăng vọt uy thế cường quang sáng chói Thái dương tinh hoài tràn ngập đất trời bao phủ lấy hai vị thánh linh. Đáng chết! Nam cùng mình âm trầm sắp mặt đang muốn nghĩ cách đi qua cứu viện. Nam từ nơi xa khống chế ba bộ đầu lâu trăm mét sau khi đã tách rời hám hài thú. Liền sát bồn hai thánh linh đang chật vật dãy ruộng một thánh linh gầm thét vung mạnh quyền cùng nam tử kia đối diện đụng nhau kết quả trong chớp mắt mệnh thánh linh kia như bị xét đánh toàn thần cứng ngắc vặn vẹo quái dị huyệt nhục dữ dằn cốt thứ đột kích hắn kêu đau đớn thảm thiết rồi tung bay ra ngoài ngay sau đó sống sờ sờ hóa thành cho tàn dưới thái dương tinh hỏa nam tử quái dị không giảm tốc độ ngừng tụ lít nhà lít nhít cốt thứ lao thẳng đến thánh linh đang vùng vẫy dãy chết khác một màn này kích thích nam cung minh thật sâu chết rồi. Toàn bộ đều đã chết, ta gặp ảo giác sao? Nam cùng mình còn chưa có kết thúc. Khờ nghị rống to liệt diễm lần nữa cuồn cuộn trải rộng ra trời cao giống như triển khai bức tranh tuyệt thế. Bên trong hiện ra ngàn vạn linh cầm ảnh hưởng cùng nhau thần phục chủ tước trí cao. Một loại lệ khí phục sát vạn linh, chúng sinh kêu lên khủng bố. Tại thời khắc này thẩm thấu đến thế gian. Nam cùng mình rất không cam tâm, rõ ràng ôm hy vọng tất thắng đến đầy săn giết vậy mà lại lâm vào tuyệt cảnh. Hắn đường đường là người thừa kế hoàng tộc, là thánh vương thiên phẩm. Còn mang theo thánh khí chấn tộc, vậy mà lại không giết chết một tên khương nghị sắp chết. Đây không thể nghi ngờ là một lần chật vật nhất, uất ức nhất từ khi hắn sinh ra đến nay. Nhưng nhìn khương nghị khí thế hùng hãn, lại nhìn hai tên quái vật nơi xa đang kết thúc chiến đấu. Nam Cung Minh đánh cắn răng một cái quả quyết quay người nhanh chóng thoát khỏi. Nam Cung Minh người trốn không thoát, Kim ô đừng lê mê, giết hắn Không thể để cho hắn truyền bí mật đi Nhanh 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 đuổi theo nhanh Khương Nghị cố làm ra vẻ phóng tới Cuồng loạn la lên Cho đến khi Nam Cung Minh thực sự biến mất trong rừng rậm Ý thức hắn Trời đất quay cuồng lầm ở trên mặt đất Bức tranh liệt diễm lao nhanh trên không trung cũng theo đó mà tán loạn Bây giờ hắn chỉ là phô trương thanh thế Thật sự không có dư lực nữa Người đâu còn muốn đuổi không? Bạch Tài trở lại bên cạnh Khương Nghị tranh thủ thời gian dìu dắt hắn đứng lên. Bí thuật ẩn tông của Thái Huyền Cực Địa không phải dễ đuổi như vậy, để hắn đi. Khương Nghị đút đan dược vào trong miệng hòa hoãn lấy thường thế. Không cần đuổi để hắn trở về vừa vặn mượn cái miệng của hắn để cho Thái Huyền Cực Địa ngờ vực vô căn cứ. Tạc Điếu trở lại bộ dáng hòa hồ rơi xuống trên thân Bạch Tay. Để Thái Huyền Cực Địa hoài nghi phụ tang thần cung, vừa vặn phối hợp với lời đồn thường huyền nơi đó Khương Nghị xoa xoa cái đầu căng đầu thu Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ vào thầu thiên tháp. Cũng thu ta vào đi. Nếu muốn gây nên hoài nghi, ta cũng không thích. Lại tập nập lộ diện. Tạc điều lẻn đến bên trên Thái Tổ Sơn theo vào thầu thiên tháp. Bạch tay, mau nhìn xem cự lòng có lưu lại xương rồng cùng răng rồng hay không. Còn có những lòng huyết kia một giọt đều không được lãng phí. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bây giờ Khương Nghị thực sự không thích hợp lại tái chiến, Chúng ta vẫn là tìm nơi trốn đi Hay là vẫn đi bình thường Theo dõi từ Kim Cự Long Con muốn đánh Cuốn lấy nó quấy nhiễu nó Không thể để cho nó khôi phục Chờ sau khi lòng cốt cự ngạc đột phá đến Thánh Vương Chúng ta liên thủ bắt lấy nó Khương Nghị xóa cái đầu mệt mỏi nói Bây giờ đối nghịch cùng Long Tộc Long Tộc không thể nào ngồi nhìn ta thành thần xưng đế Tương lai khẳng định muốn giết ta Nếu đã như thế này Còn lưu tình cái gì gặp một tên ta giết một tên khương nghị sớm đã hoàn toàn vứt bỏ với ít sách lược lôi kéo kiếp trước đời này chính là khiêu chiến thiên hạ một đường giết tới đằng thiên kiều tất cả các kẻ địch có thể sớm thành lý liền thành lý không thể thành lý thì liền làm cho suy yếu bạch tay nhìn khương nghị toát ra bá khí xương cốt toàn thân đều nổi lên một trận gợn sóng đi theo thần hoàng như thế này thực sự là thống khoái không có lo lắng huyết sát đến cùng ai dám không phục thì ta giết cho hắn phục. Nhanh đi tìm xem, nhanh chóng rời khỏi. Khương Nghị lại đút lấy đàn dược, bạch tay xông vào trong phế tích trước mặt cẩn thận tìm kiếm. Kết quả thật đúng là tìm được rất nhiều toái cốt thịt nát. Cuối cùng lại còn tìm được năm cái răng rồng. Phần xương cốt, cứng rắn nhất của cự lòng không thể nghi ngờ là đầu lâu. Nhất là răng rồng hoàn toàn có thể xem như vũ khí. Thu hoạch rất tốt, phần thiên thần hoàng chuyển thế khương nghị xuất hiện tại thế giới mới chém đầu từ kim cự long tin tức này nhanh chóng khuếch tán tại các nơi trong thế giới mới kích thích tất cả các cường giả xông vào nhất là các hoàng đạo trong mấy tháng trước bọn hắn còn đang nghị luận là khương nghị trốn ở thiên khải hay là đã bí mật trở về hạ giới không nghĩ tới đều đã đến nơi này nhưng ở trong ấn tượng của bọn hắn liền xem như hạ giới cũng là muốn thống ngự sĩ thiên giới trình chiến thường huyền ngành chiến hoàng tộc hoàng đạo nơi đó. Bất luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lại có thể gặp được Khương Nghị tại thần dụ chi hải ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm này. Bọn hắn khiếp sợ đồng thời còn có chút mộng. Vị quần nhân lại này lại còn có tầm tư ra ngoài thám hiểm. Chuyện thường huyền cứ mặc kệ sao hay là tạm thời buông xuống. Mà trước khi thế giới mới trôi lên mặt biển, bọn hắn cơ bản đều gặp con tử kìm cự long kia. Là cự long thuần huyết thánh vương cảnh thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây ngay lúc ấy khương nghị lại chém mất nó rồi chẳng lẽ khương nghị là thánh vương sao tất cả hoàng đạo không lo được thám hiểm thế giới mới liền nhào nhào bắt đầu tìm kiếm bóng dáng khương nghị đây chính là khương nghị là tội phạm truy nã số 1 được thiên khải công nhận nếu ai có thể giết chết khương nghị không thể nghi ngờ là có thể dẫm lên danh hào khương nghị uy trấn thiên hải trở thành vinh quang cả đời huống trì trong tay khương nghị còn khống chế lấy đệ nhất sát khí từ hoang cổ đến nay liệp thần thương nhìn đi đó là tử kim cự long không hổ là cự long vậy mà lại thật sự cao mấy vạn mét đó chính là long khí sao để bầu trời đều giống như biến thành đại dương mênh mông nó thật sự không có đầu cự long không đầu một mà này cũng không phải có thể nhìn thấy thường xuyên một đám hoàng tộc đến từ thái sơ đại lục nhìn qua xa xôi bầu trời lòng khí nơi đó như biển để bình chướng trên khung trời cuộn trào mãnh liệt một con cự long khổng lồ như ẩn như hiện toàn thân tỏa ánh sáng từ kim hừng hực nó đây là muốn đi đâu một chi đội ngũ ma tộc xuất hiện ở đỉnh núi xa xa ngắm nhìn lòng khí lao nhanh ở cuối tầm mắt nhận trọng thường không phải nên giấu đi điều dưỡng sao thế nào lại thấy bộ dáng rất gấp nó thật sự không có đầu ta còn tưởng rằng tin tức quý phóng đại đây không phải đầu cự long được danh xưng là bộ phận cứng rắn nhất toàn thân sao? Ta tưởng tượng cũng không ra tràng diện ngay lúc đó. Lại bị chém đầu ha ha tổn thương rất lớn, nhục nhã càng thêm lớn. Các người nhìn xem có phải phương hướng cự long đang đi về phía nam hay không? Chẳng lẽ là tử kim cự long muốn rời khỏi thế giới mới? Hiện tại thời điểm bọn hắn đưa mắt nhìn cự long xuôi nam, trong rừng rậm sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân rồn rập khởi nghị cất bước phóng tới mũi chân dày đặc như mưa va chạm mạnh mẽ lại mang theo lực lượng mênh mông hắn giống như mũi tên rời cung đang đâm tới trong rừng rậm tươi tốt chạy về phía vách núi trước mặt bành khởi nghị đạp tan vách núi nổ bắn ra trời cao toàn thân cuồn cuộn liệt diễm ngừng tụ hỏa rực mãnh liệt huy động lao thẳng đến trời cao đó là ai các cường giả gần đó nhao nhau nhìn ra xa lần đầu tiên nhìn thấy thì rất tùy ý không có để ý nhưng khi mà bọn hắn đang tiếp tục chú ý đến phương hướng cự long xuôi nam trong mắt đột nhiên trừng đến căng tròn gắt gào tiếp cận cái bóng người đang phóng lên trời kia hình dáng liệt diễm sôi trào rõ ràng giống như là một con chủ tước hòa lệ má ơi khương nghĩ số lượng lớn nam nữ tử tuôn ra lời nói tục ngay tại chỗ cái tên điên này là đang đuổi giết cự long sao mãnh nam chính là mãnh nam chém đầu chưa đủ ghiền lại còn muốn truy sát không đây là săn giết sống nửa đời người chưa từng có nghe nói qua có ai dám săn giết cự long cự long đó chính là đế tộc bên trong yêu tộc điên rồi đúng là phát điên rồi lúc này tử kim cự long đúng là muốn rời khỏi thế giới mới vừa mới bắt đầu tiềm ẩn nửa ngày yên lặng điều dưỡng nhưng rất nhanh đã bừng tỉnh khương nghị và tất cả những con người khác mà nó gặp phải rất khác nhau đó là tên điên chính cống càng là tên cuồng đồ không sợ trời không sợ đất cự lòng cao ngạo ở trong suy nghĩ khương nghị cũng không phải là trí tôn yêu tộc cần ngưỡng vọng mà chính là con mồi. Cho nên rất có thể Khương Nghị sẽ còn tiếp tục truy sát. Tử Kim Cự Long càng nghĩ cảnh giác. Nếu như còn ở lại thế giới mới coi như có thể chống đỡ được không chết, cũng sẽ lọt vào phục kích kéo dài, Cho nên càng ngày càng chật vật. Cùng với việc ở chỗ này chịu nhục còn không bằng sớm rời khỏi. Kỳ thật Tử Kim Cự Long có nghĩ qua việc liên hợp cùng hoàng đạo khác. Nhưng cự long cao ngạo thực sự khinh thường hợp tác cùng nhân tộc và ma tộc mà yêu tộc xông vào thế giới mới tạm thời còn không có thế lực ra dáng. Tử kim cự long đầu của người mất rồi, tách trả lại cho ngươi. Từng tiếng gáy to vang vọng trong mây xanh, Khương Nghị khôi phục lại đỉnh phòng, kích hoạt năm cái bản thân, Tình khí thần thịnh vượng sôi trào, thực lực tăng vọt tới gần đến cảnh giới thánh vương. Ngày sau đó thiểu đốt huyết nhục thần hồn lấy ấn ký thủy tổ ngưng tụ ra phần thần mới. Hai chủ tước đốt đỏ không trời kéo lấy hòa diễm đuổi giết từ kìm cự long thực lực điển triển khai toàn bộ mục tiêu săn giết cự long. Khương Nghị người có thể làm ta bị thương nhưng không có nghĩa là có thể giết ta. Linh hồn tử kịp cự long đang tức giận gầm lên quả nhiên vẫn tới. Nó mãnh liệt đóng đưa thân rồng 5 vạn mét rồi trào lên lòng khí ngập trời. Trực tiếp phóng thích hàng vạn cái vảy rồng nhiễm đỏ máu tươi. Huyết khí lòng khí mãnh liệt hóa thành từng đầu chân long. Vạn lòng khiếu thiền rống động thiền địa nhào về phía chủ tước. Khương Nghị triệu ra Thái Tổ Sơn cùng 81 ngọn núi lớn, nương theo lay động chấn động thiên địa, núi lớn tăng vọt quy mô cao tới mấy trăm đến hơn ngàn mét. Bọn chúng tạo thành trận liệt giống như tuyệt thế cự linh phóng tới khung trời, lay động trời cao, rung động sông núi, bảo vệ Khương Nghị cùng thủy tổ phần thân. Âm ầm. Từng mảnh vầy rồng đầu tiên va chạm đến đại sơn thượng cổ, lòng khí cuồn cuộn lòng ngầm như sấm, trận va chạm cuồng bạo nổ lên tiếng vàng đinh tai nhức óc giống như là ác lòng lay cả trụ trời núi lớn lay động mãnh liệt trong chốc lát đã giảm bớt tốc độ theo sát phía sau hơn vạn con trần lòng đẫm máu tiến lên trùng kích quần sơn bạo loạn kịch liệt mắt thấy là phải phá hủy dãy núi khương nghị cộng mình ý thức của mình cùng thái tổ sơn và các ngọn núi lớn trực tiếp lấy bọn chúng kích phát sơn hà đại táng ngừng tụ sóng chiều tai nạn bành trướng mà hùng hậu ầm ầm bạo tạc kịch liệt quét sạch trời cao toàn bộ núi lớn tán loạn trần lòng cũng lập tức tán loạn chủ tước quy nguyên thuật khương nghị cùng chủ tước thủy tổ liên thổ bay lên trải rộng ra quy nguyên trận khổng lồ huyền diệu phức tạp ánh sáng vô biên bọn hắn cường thế thôi động thể hiện ra uy lực thánh vương trần chính chủ tước quy nguyên trận giống như tuyệt thế thiền hình mở ra hơn trăm dặm khương nghị cùng chủ tước thủy tổ đang ở trung tâm pháp trận gào thét phóng lên châm dặm quyền nguyên trận lập tức biến thành vòng xoáy khủng bố thoáng chốc năng lượng trong đất trời vạn đạo trần lòng đang hỗn loạn toàn bộ đều nhận lấy dẫn dắt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên sông về phòng xoáy ở không trung dãy núi sụp đổ dòng sông khô kiệt đại địa hoàng vù phạm vi trăm dặm thậm chí ngoài trăm dặm đều nhanh chóng biến thành đất hoang rất nhiều yêu thú đều thê lương phóng lên không nhanh chóng biến thành năng lượng tình khiết trần lòng kêu thả mất khống chế tái hiện vài rồng nhuốm máu bị rút lui về phía quỳ nguyên trận. Rống! Linh hồn từ kim cự long gầm thét mãnh liệt bãi động thân thể giết tới nơi này. Ý thức của nó cũng cách ý thức của nó cũng cách không khống chế hàng vạn cái vảy rồng muốn tránh thoát khỏi trói buộc trở lại chiến khu. Thật sự là khương nghị ư? Khương nghị đang giết cùng cự long. Quần hùng hồi hộp một màn này đối bọn hắn thật sự là trùng kích quá lớn. Khi mà khương nghị liên thủ ấn ký thủy tổ cướp đoạt năng lượng, kéo lấy hàng vạn cái vảy rồng bạch tai từ phương vị khác đã bao vây tới dậm chân lên trời điền cuồng đánh tới long khí cuồn cuộn xung quanh cự long long khí cực kỳ bành trướng giống như đại dương mênh mông mang theo sóng lớn ngập trời cảnh giới thánh linh đều rất khó tới gần nhưng bạch tai đã khống chế năm cái răng rồng mà đầu rồng rơi xuống trước đó đó là tình hòa lòng cốt trần chính của cự long càng là vũ khí nguy hiểm nhất của cự long mỗi một cái răng đều dài đến trăm mét trở lên dưới sự khống chế của bạch tay ba bộ thiền nhân di cốt điên cuồng thôi động nằm cái răng rồng va chạm trong khoảng thời gian ngắn liền cưỡng ép vượt qua lòng khí cuồn cuộn đánh tới thân thể cự long vảy rồng trên người cự long đã chóc ra hơn phân nửa đang hỗn chiến cùng khương nghị ở nơi xa những chỗ không có vảy rồng đều đâm đìa máu mè đúng là mở rộng cửa thành ruồi trùng như bạch tay đầy giống như một thứ tùy tiện rơi xuống trên một vết thương phát khởi trùng kích đối với xương rồng ở bên trong. Răng rắc. Hơn ngàn mét xương rồng lập tức cứng ngắc răng rắc giòn vàng giống như bị vô tình trọng kích. Rống. Linh hồn cự lòng phát ra tiếng kêu thảm thân thể lập tức cứng ngắc. Bạch tài điên cuồng thổi động. Muốn đóng chảy ngàn mét xương rồng biến thành năng lượng của hắn. Rốt cuộc cự lòng cũng phát hiện ra bò sát ở trên lưng. Toàn thân mãnh liệt nhấc lên. Điều động lòng khí hóa thành móng vuốt dữ tợn đánh xuống nơi này bạch tài vui mừng không sợ tiếp tục khống chế khi mà vuốt rồng hủy diệt một kích trước một khắc rốt cuộc bạch tài cũng đã hòa tan hơn phân nửa xương rồng một tiếng quát chói tai quân cuộn cốt khí hùng hằng ló ra từ bên trong phạm vi đạt tới hơn ngàn mét mặc dù so với thân rồng năm vạn mét không tính là lớn nhưng đau đớn thảm liệt lại là thật sự cự lòng đau đớn gào lên nhưng vẫn vô tình vỗ vuốt rồng mà mình khống chế xuống giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc nằm cái răng rồng toàn bộ quỳ vị giống như là tòa pháo đài bao viên bạch tay ầm ầm đòn đánh mạnh mẽ lại bị vuốt rồng cứng rắn ra nàn chống đỡ cự long nổi giận đang muốn tiếp tục tập kích nhưng nơi này phân thần để hơn ba ngàn chiếc vảy rồng nơi xa tiến vào quỳ nguyên trận tế thiền thức khương nghị cùng thủy tổ phần thần liên hợp thổi động phóng thích liệt diễm cuồn cuộn cùng năng lượng bên trong quỳ nguyên thuật đánh ra đao cương tuyệt thế dài đến vạn mét cuồng vũ giữa không trời chém về phía cự long cự long điên cuồng nhất cơ thể lên hắc loạn thiền địa sụp đổ càn khôn cường thế đẩy lui bạch tay trước tiên liền khống chế số vầy rồng nơi xa lại trong thời gian rất ngắn kịch liệt xèn lẫn diễn biến thành một tấm chắn nghênh kích cương đao ầm ầm tiếng vàng rung trời bảy ngàn chiếc vầy rồng bị hủy diệt hơn ngàn còn lại toàn bộ đều đã tháo chạy cự lòng dung hợp vầy rồng tản mát mãnh liệt đồng đưa thân thể rút lui về nơi xa không đánh mà chạy lòng tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại tử kìm cự Long coi như người còn sống trở về cũng muốn biến thành sỉ nhục của long tộc sao khờ nghị liên tục hét lớn sôi trào liệt diễm đuổi theo không bỏ cự long không để ý khờ nghị kích thích nó khống chế thao thiền cường khí bằng và tốc độ nhanh nhất đào vong về hướng nam tử kìm cự long ở lại chiến một trận đi người chạy thoát được khỏi thế giới mới chạy thoát được khỏi thần dụ chi hải sao nơi này đến cự long đại lục mất hai triệu dặm người trở về không được Khương Nghị ở phía sau đuổi sát không bỏ tiếng gáy to, sắc nhọn vang vọng trong mây xanh, truyền khắp dãy núi kích thích tất cả các cường tộc dọc đường. Cái tư thế nhanh nhẹn dũng mãnh này để cho những hoàng đạo chuẩn bị săn giết Khương Nghị kia đều có chút như muốn nằm mơ. Khương Nghị, người săn giết cự long người không sợ bị hàng trăm vạn thú triều cự long đại lục vây bắt sao? Có người kiêu ngạo đứng ở đỉnh núi quát tháo Khương Nghị đang bay ngang qua bầu trời, Ta còn sợ đuổi, người rời khỏi nhà đi ra ngoài để quên cái đầu rồi sao? Nhắm cái mông của người lại, đừng có nói nhảm Xa xa truyền đến tiếng Khương Nghị quát lớn mang theo nhục nhã không chút khách khí. Người dám săn giết cự lòng chưa từng có kết thúc yên lành ta chờ ngày người bạo chết tại thế giới mới. Nam tử xấu hổ giận dữ mắng. Khương Nghị đuổi theo từ kim cự long phóng tới ba vạn dặm. trong lúc đó bằng vào ưu thế tốc độ bảy lần ngăn lại điên cuồng huyết chiến. Mặc dù Khương Nghị không làm gì được cự long nhưng cự long cũng không đả thương được khương nghị mỗi lần đều là dây dưa một đoạn sau đó một lần nữa tàn ra một kẻ tiếp tục trốn một tên tiếp tục truy đuổi các cường giả bị kinh động càng ngày càng nhiều ngay cả thú triều của thế giới mới cũng đều theo sát ở phía sau thời điểm bọn hắn ác chiến lại vẩy xuống máu tươi đầy trời trở thành bữa ăn ngon cho một ít yêu thú bảy ngày sau rốt cục từ kim cự long cũng nhìn thấy vòng xoáy nam bộ lòng hồn phấn chấn phát ra tiếng rống to mát lạnh kinh động mười phương sông núi vô số lá cây bay tán loạn vuốt rồng tráng kiện đạp tan trời cao tốc độ tăng vọt nhưng khương nghị thi triển lăng thiền bí thuật liệt diễm ngút trời kim quang tỏa ra vạn trượng giống như xuyên thủng không gian chạy đến được phía trước vòng xoáy nam bộ người không đi ra khỏi thế giới mới này được chủ tước bác thiên thuật khương nghị chặn đường huyết mạch sôi trào uy lực chủ tước hiện ra đến cực hạn Liệt diễm ngập trời diễn biến ra liệt diễm trụ tước bao trùm 10 vạn mét trên bầu trời. Hai cánh như biển lửa bao trùm ra khắp nơi. Còn người mở ra giống như là hai vòng mặt trời. Lệ khí như biển sát ý tràn ngập. Trụ tước bác thiên thuật. Đây là bí thuật tuyệt thế sàn giết trừ thiền chém giết yêu mà. Càng là chiến kỹ cường đại để trụ tước chống lại bộ tộc lòng tộc Bạch Hổ Huyền Vũ. Giờ khắc này Khương Nghị trực tiếp thiều đốt huyết nhục kích hoạt lên kim chảo phía bên phải thể hiện ra gần như là chủ tước bác thiên thuật hoàn chỉnh. Kiếp trước cái móng vuốt này từng giết được vô số yêu ma, hung chủ tại thiên khải, bây giờ lại một lần nữa hiện ra trần uy chém giết cự long. Trong lúc nhất thời gió mây biến nào đất trời thất sắc, khí cơ khủng bố vô tận tràn ngập. Từ kìm cự long mạng người tuyệt ở nơi này. Khương Nghị Hoành không bạo kích chủ tước 10 vạn .000 mét gáy to động trời. Móng vuốt màu vàng giống như là cự nhạc nguy nga xé rách thiền địa, nắm tới phía từ kim cự long chém giết hết thầy sinh mệnh xé rách vô thượng yêu ma người ngàn không được ta một lần không được mười lần càng không được từ kim cự long mãnh liệt nhấc lên cũng bắt đầu thiêu đốt huyết khí Thôi động vuốt rồng cứng cỏi ngành kích móng vuốt trụ tước phát ra tiếng vàng lớn rung trời dãy núi đều đang lay động rất nhiều người quan chiến đau đớn rút đi loại sóng âm này suýt chút nữa đã đánh xuyên màng nhĩ của bọn hắn cái đầu ông ông tác hưởng thực lực của khương nghị được triển khai toàn bộ không nhìn tiêu hao mà ngạnh kháng cự long đối kháng với vuốt rồng săn giết thần rồng âm âm bạo kích đánh cho hư không phá diệt tử kim cự long tức giận lòng khí cuồn cuộn cường thế diễn biến ra một thành tuyệt thế long đao đây cũng là đại thần thông của long tộc chạm trời liệt đất diệt tuyệt sinh cơ là long đao mà long tộc dùng để thẩm phán chém đầu mấy triệu yêu tộc vẹn vẹn trong ba động khủng bố kia liền có thể để tất cả yêu tộc sắp đứt cả tim gan tuyệt vọng chờ đợi chém đầu tuyệt thế lòng đào dài đến vạn mét giống như đại long bay lên không mở ra khung trời nghịch loạn luân hồi vô tình chém về phía chủ tước khương nghị nhanh chóng thôi động liệt diễm diễn biến ra chủ tước phục thiền thuật cũng kích phát ra tuyệt thế hùng uy thuộc về chủ tước đối mặt với loại đại thần thông chèn ép bao quanh huyết mạch long tộc này hắn nhất định phải diễn biến hiện ra thần uy chiến kỹ truyền thừa của chủ tước ầm ầm bạo tạc kinh khủng chấn động không trời tuyệt thế lòng đào bổ ra chủ tước chôn vùi phục thiền thuật cuồng bạo chém về phía khương nghị khương nghị bay lên tránh khỏi tuyệt thế lòng đào lại liền lao thẳng xuống đến cự lòng hắn toàn thân răng rắc giòn vang huyết khí hồn khí và liệt diễm đều theo đó mà bạo động lấy ấn ký thủy tổ chia ra chủ tước chiến khu hoàn toàn mới lại một tên khác ư đây không phải là năng lượng mà là ấn ký thủy tổ thuộc về chủ tước. Kiếp trước Khương Nghị đã từng thức tỉnh ba đạo ấn ký, có thể bằng vào sinh cơ mênh mông tạo nên tam đại chiến khu, hoành hành thiên khải đánh đầu thắng đó. Nghe nói trước khi Khương Nghị lên trời đã là thần hoàng mạnh nhất dưới đế quân, không có bất kỳ thần linh nào dám đối kháng chính diện. Chủ tước, chúa tể linh cầm tuyệt đối của thế giới cũng là tồn tại duy nhất. Chủ tước không hổ là chủ nhân của vạn hoàng, có bí thuật quả nhiên khủng khiếp. Chủ tước sinh ra chính là vì xưng đế địa vị cùng Long đế, Bạch hổ, Yêu đế, Huyền vũ đại đế ngang nhau. Rất nhiều cường giả hoàng đạo nghị luận khương nghị đột nhiên cho thấy phần thân khủng bố. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng không thể không nói khương nghị quá thật là có vốn liếng để mà cao ngạo. Lúc này trên chiến trường cảnh giới của khương nghị kém xa cự long nhưng đủ điên cuồng càng rất cường hãn, nương tựa theo chủ tước đặc biệt ưu thế tốc độ, cùng cự long lần lượt va chạm, đánh thiền hồn địa ám, đánh đến đất rung núi chuyển như là khai thiên tích địa thời khắc chủ tước cự long tranh đoạt vô thượng tồn vị mặc dù cự long rất không cam lòng nhưng không có đầu nó lại tiếp tục bị thường xác thực đã suy yếu đi quá nhiều âm âm hai con chủ tước nhanh chóng bay lên trái rộng ra liệt diễm ngập trời che mất cự long cường quang sáng chói rọi khắp dãy núi sóng diệt cuồn cuộn phần diệt thiền địa cự long mãnh liệt nhấc lên rung chuyển trời đất hắc loạn cả không gian nhấc lên cương khí trồng chất muốn thổi tan liệt diễm đầy trời. Nhưng chủ tước liệt ngục thuật. Hai con chủ tước đánh ra ngàn vạn sởi hỏa vũ, như vạn mũi tên cùng bắn hoành hành giữa không trời. Theo lệnh văn của bọn hắn khống chế tất cả hỏa vũ tăng vọt ánh sáng phun trào liệt diễm hóa thành liệt diễm chủ tước hoành hành tại khung trời bao động. Cuối cùng diễn biến ra luyện lồ nguy nga, cự lòng 5 vạn .000 mét cứ thế mà bị nhốt ở bên trong, hống 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 cự lòng tức giận gào thét lòng khí sôi trào cuồn cuộn như đại dương mênh mông nhờ hư không bạo động điên cuồng chấn động tuyệt thế luyện lô hai con chu tước gào thét bay lên nắm trong tay luyện lô điên cuồng đốt cháy cự long. khương nghị còn thôi phát ra vạn vật nguyên hỏa cùng bát hoang tuyệt diễm như là hắn thả ra liệt ngục thuật biến thành cửu hoàng luyện thiền đỉnh cự long đau đớn nhấc lên lòng khí huyết khí khí tức sinh mệnh thậm chí là linh hồn đều đang nhanh chóng biến mất giống như là muốn bị đốt sống chết tươi muốn bị luyện thành đan dược mà thậm chí luyện lô khổng lồ còn đang cướp đoạt năng lượng từ giữa đất trời năng lượng bọn hắn đại chiến còn sót lại trước đó năng lượng đang phiêu đãng ở khắp nơi đều hội tụ đến luyện lô luyện lô tiếp tục tăng vọt uy thế uy lực lên tới thánh vương tuyệt đối tử kim cự lòng còn có chiêu gì lấy ra đi khương nghị đột nhiên rút lui để lại thủy tổ phần thần thủy tổ phần thần dứt khoát xông vào luyện lô cùng cả tòa luyện lô và vạn còn chủ tước ở bên trong cộng mình lại với nhau. Trong nháy mắt thủy tổ phân thân cùng tất cả chủ tước tách ra tia sáng, năng lượng bạo động đến cực hạn. Muốn tự bạo ư? Tử kiềm cự lòng phát giác được nguy cơ nó quả quyết phản kích. Thần rồng 5 vạn .000 mét đột nhiên tăng vọt đến 8 vạn .000 mét, chật ních cả tòa luyện lô sau đó mãnh liệt nhấc lên. Lòng tộc đại thần thông can khôn nghịch chuyển đại quay cuồng của long cốt cự ngạc chính là truyền thừa từ nơi này nhưng tử kim cự long thì triển rõ ràng càng kinh khủng hơn giờ khắc này nó đang tỏa ra cường quang vô biên như là thần linh đang nổi giận mãnh liệt quay cuồng nhấc lên từ kim vô tận như vạn dặm lũ đang cuốn tới giống như biển lớn đang bạo động ngập trời vô biên vô tận hắc loạn cả thiên địa đây là chiến kỹ long tộc phá diệt hết thảy cấm chế hắc loạn tất cả trấn áp ngoại trừ bạch Hổ huyền vũ trù tước ra thì đều có thể chống lại chiến kỹ hãn hữu mặc dù khương nghị là chủ tước nhưng cảnh giới vẫn kém một chút âm âm tuyệt thế luyện lồ dẫn bạo càn khôn nghịch loạn cũng theo đó mà phóng thích hai loại năng lượng cực hạt bùng phát chủ tước chống lại cùng cự long âm thanh chấn động cả đất trời gợn sóng thào thào bất tuyệt trùng kích hơn ngàn dặm sơn hà mặt đất sụt lún núi cao vỡ vụn cây rừng đột ngột nhảy lên bình chướng trên không trời đều nổi lên gợn sóng ngay sau đó khí lãng năng lượng quần cuộn lại không dứt điên cuồng kéo về bốn phương tám hướng số lượng lớn đám gia hỏa tự phụ đứng ở phía trước đều bị vô tình tung bay ra ngoài giống như là đá vụn hoàn toàn mất đi khống chế khởi nghị cũng lọt vài trùng kích nhưng vững vàng rơi xuống phế tích ngoài trăm dặm ý thức cộng minh cùng đại địa ngang nhiên dẫn phát sơn hà đại táng lần này thực lực được triển khai toàn bộ không giữ lại một chút nào thái tổ sơn 81 tòa đại sơn thượng cổ cũng hiện lên Sơn Hà đại táng tán diệt Sơn Hà. Thời khắc này Khương Nghị như hóa thân thành đại địa mẫu khí. Thao túng ngàn dặm sông núi, dưới sự khống chế của hắn mà mặt đất dùng nhàm. Lệnh mạch tinh thạch kim loại cây rừng các loại tất cả năng lượng đều như là biến thành con dân thần phục. Khương Nghị nhận lấy cái chết. Từ kim cự lòng xuất hiện bên trong năng lượng bạo động lần giáp vỡ vụn máu me đầm đìa. Nhưng nó đã bị chọc giận triệt để lòng lình giấu ở trong thân thể kia lại lần nữa được phóng xuất ra. Đây là trí cường sát chiêu của nó có thể hiện ra uy lực thánh hoàng, mà thanh danh cực lớn rung động cả thiên khải. Vượt cấp khiêu chiến mạnh tới đâu thì trong tộc cũng đều là năng lượng cấm kỵ, nhưng lòng tình bí thuật không thể nghi ngờ là đỉnh phong trong đó. Thánh linh cảnh có thể lay thánh vương, thánh vương cảnh có thể khánh thánh hoàng. Thánh hoàng cự lòng có thể rít gào với thần linh. Rống! Lòng tình hóa rồng phát ra tiếng lòng ngầm mát lạnh, nó chỉ cao có hơn 30 mét nhưng sát niệm vô tình giống như là thủy triều. Bà động đáng sợ như lửa núi phun trào, nhìn đẹp đẽ duy mỹ. Nhưng lại mang đến khí tức tuyệt vọng khiếp người như là thánh hoàng trần chính bể nghệ dân chúng. Nó hoành hành trong không gian lại như là dáng lâm từ thiên khải. Mỗi lần đồng đưa đều để trời đất run rẩy có được áp lực không có gì sánh kịp, khiến cho người người ngạt thở. Cái sự bà động này cứ như không phải là thứ mà thánh hoàng có thể chống cự được nhưng trong lúc lòng tình đang vọt tới trước mặt khương nghị muốn khởi xướng một cái chí mạng bên trong thông thiền tháp của khương nghị đột nhiên phát ra một tiếng lòng ngầm mát lạnh ánh sáng bảy màu ngập trời một long ảnh uy nghiêm hoành không xuất hiện là lòng cốt cự ngạc nó đã đột phá đây cũng là lực lượng khương nghị nhất định phải chặn đánh ở chỗ này rống cơ thể lòng cốt cự ngạc quái dị văn vẹo xương cốt sinh trưởng rất tốt từ hơn 100 trăm mét tăng vọt đến hơn 300 trăm mét toàn thân bao trùm lần phiến bảy màu phần lưng triển khai cuồng liệt biến thành hai cánh nhấc lên năng lượng mênh mông trên đầu càng là xuất hiện lòng rác xuyên trời tượng trưng cho thiền lòng tôn quý cùng long văn lòng văn để nó khác với rực lòng để nó áp đảo phía trên trần lòng độc rác xuyên trời càng làm cho nó khác biệt với cự long chống lại song rác của cự long ầm ầm thời khắc này long tinh đẩy ra không gian không nhìn lấy khoảng cách trong chốc lát đã giết tới năng lượng kinh khủng giống như sóng lớn trên đại dương mênh mông đầy trời để cho người ta tuyệt vọng nhưng đại tạc thích phát ủy lực thiền lòng long văn trên trán như là khôi phục viễn cổ yêu thần giam cầm thiền địa hắc loạn thời không lòng tình đã sắp giết tới gần cưỡng bức bị áp chế tốc độ lạnh. cùng lúc đó độc giác tách ra hồng mông quang minh thần bí ánh sáng vạn đạo lóa mắt không gì sánh được cũng có thể làm cho mặt trời thất sắc càng làm cho không gian sụp đổ trong lúc chớp nhoáng này sừng rồng xuyên trời giống như là thứ duy nhất ánh sáng nở rộ nhanh chóng bạo động biến thành con sông ánh sáng cuồn cuộn sáng chói vô tận toàn cảnh sáng lạn mỗi một mảnh quang hoa đều giống như ẩn chứa chúng sinh đại đạo có ánh sáng ngàn vạn mảnh quang hoa quét ngang cả khung trời như là tái hiện thiền địa pháp tác tái tạo hình thức ban đầu của thế giới bất luận là khương nghị hay là cự long đang ở trên khung trời hoặc là những người sống sót đang chật vật tháo chạy đến bên ngoài hơn ngàn dặm đều đã nhận ra một loại khí tức quỷ bí Long tình cùng sừng rồng va chạm trong nháy mắt đã truyền ra tiếng răng rắc giòn vang, vô cùng ngột ngạt, quỷ dị không gì sánh được. Giống như thế giới này bị xô ra một vết nứt khiến cho chúng sinh sợ hãi vạn vật tuyệt vọng. Ngày sau đó, cơn bão năng lượng va chạm quét sạch không gian gần như là tai nạn, cuồn cuộn trên phế tích giống như là muốn ép nơi này về tới hỗn độn. Thiên Long thất thái thiên long, hồng hoang thiên long, đại đạo long quỳ linh hồn tử kim cự long bất chợt hồi hộp có có thể tin được mà chừng mắt quan sát long ảnh bảy màu trong đầu nguồn phong bạo kia mê quang bảy màu hai cánh long văn độc xác xuyên trời chẳng lẽ đây là trí tồn thiền long đã biến mất trong thời gian vô tận đại đạo long quỳ trách không được lúc trước hắn ở trong mảnh phế tích này đã nhận ra khí tức đặc biệt nhưng tại sao trong thế giới mới lại có dị thú như thế này mà vì sao lại ở cùng khương nghĩ ha ha oa ha 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 lão tử gánh vác được ha ha ta chống đỡ, ta chống đỡ được rồi. Đại tạc phấn chấn gào thét cứ việc vừa mới đột phá đến thánh vương cảnh, nhưng hiệu quả mà cái trứng ngọc kia mang tới còn kinh khủng, hơn xa với những gì mà nó muốn. Nào chỉ là thay xương đổi thịt quả thực là phá xác trùng sinh. Người là Hồng Hoang Thiên Long. Từ kim cự lòng vừa muốn hỏi thăm Khương Nghị đang yên lặng bên trong tầng đất đột nhiên phóng thích Sơn Hà Đại Táng. Ngàn dạm phạm vi trong nháy mắt đã yên lặng như là thời không trôi qua biến thành hoang mạc sóng chiều tai nạn vô tận diễn biến hư ảnh sơn hà băng diệt khí tức hủy diệt đang cuộn trào lào nhanh mà vô cùng mãnh liệt hết tập thứ ba trăm chín